các bạn chú ý cho mình nè. Nếu mà các bạn không có hiện thanh thước này, này là thanh thước nha mọi người nè. Đó, thanh thước nè, nếu mà các bạn không hiện thanh thước thì các bạn vào view, các bạn chọn ruler nó hiện ra này đó, mình tắt mở nè. Rồi ở đây các bạn nhấp phải với bạn chọn cm cho mình. Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Mình là Sin và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách canh hình full lưng bằng khổ A4 trên Photoshop. Cái này thì các bạn nào biết rồi thì thôi nha, còn các bạn nào mà chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn làm xong thì các bạn phải biết Photoshop nha mọi người. Cái Photoshop này nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều luôn. Ok, không nói nhiều, mình cùng làm nha. Ok, trước khi làm thì mình đã lưu một tấm hình này. Đó, đặt này xuống đây. Đó, mình lưu tấm hình này để mình phô nha mọi người. Rồi, sau đó các bạn mở Photoshop lên, mình dùng là Photoshop CC. Rồi, sau đó thu nhỏ lại rồi mình kéo hình này vô. Rồi các bạn chú ý nè, các bạn chú ý cho mình nè. Nếu mà các bạn không có hiện thanh thước này, này là thanh thước nha mọi người nè. Đó, thanh thước nè, nếu mà các bạn không hiện thanh thước thì các bạn vào view, các bạn chọn ruler nó hiện ra này đó, mình tắt mở nè. Rồi ở đây các bạn nhấp phải với bạn chọn cm cho mình. Rồi bây giờ cái lưng của người ta thì ví dụ như á, bây giờ mình muốn chia cái này ra làm 4 phần để mình phô cái full lưng, thì các bạn trên đây các bạn kéo luôn nè, giữ chuột nha, các bạn giữ chuột và kéo xuống đó. Đây các bạn nè, đó, mình kéo xuống mà sao mà có một cái điểm khựng như nè. Đó, các bạn thấy điểm khựng không? Đó, mình thả điểm khựng này đó, mình thả ra. Rồi sau đó mình kéo bên đây, kéo qua. Đây các bạn sẽ có điểm khựng này, đó, điểm khựng này đó. Đó, như vậy nó đã chia ra cho mình được 4 phần ha. Rồi sau đó bạn bấm chữ New, nhấp phải đây nè, chọn New Document nè. Rồi qua phần Save, mình đã save sẵn khổ 4 rồi. Ví dụ như khổ 4 thì mọi người lên Google bạn coi á, cái chỉ số này, chữ ngang, chiều dọc của nó nè. Rồi các bạn mở khổ 4 ra. Rồi ví dụ như giờ mình muốn căng cái hình này ra mà làm full lưng thì mình chia ra làm như là đã được khổ 4 nè. Các bạn chọn cái công cụ này, các bạn kéo ở đây. Đó, là Ctrl C nha mọi người, Ctrl C, copy Ctrl C đây và dán ra bằng Ctrl V. Rồi mình muốn di chuyển hình này thì các bạn nhấn Ctrl T. Rồi các bạn kéo cho mình xuống ngay góc đây. Rồi khi các bạn kéo hình đó, các bạn nhớ giữ Shift nha mọi người, giữ Shift, phím Shift ở trên bàn phím nè. Rồi giữ Shift nè, các bạn kéo nè. Cái công dụng của giữ Shift này thì nó sẽ không làm cho mình bị bể hình. Rồi ok chưa, yeah. Vậy thôi. Rồi vậy cái mình sẽ phô tấm này ra, in tấm này ra. In ra xong rồi cái mình qua đây mình kéo tiếp. Kéo tiếp vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó là cơ bản. Cơ bản ha. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái khó hơn chút xíu nữa. Đó là mình đo tỉ lệ luôn. Thì bình thường mình sẽ dùng một cái thước đo. Đây. Các bạn mua về các bạn mua một cái thước đo nha. Đo này để mình đo. Đo tỉ lệ cho nó. Ví dụ mình cho cái hình này là chiều ngang cái lưng của người ta là 42 và chiều dọc là cho 60 đi. Đó, chiều ngang 42, chiều dọc cho 60. Để mình cắt cái này đây, mình làm lại. Mình bỏ tấm hình này vô. Rồi, các bạn ba thanh công cụ này nè, công cụ với chữ C này, Group Tool nè, bấm vô. Và ở đây các bạn chọn cho mình là cái này ha. Đó, cứ để cái công cụ các bạn nhớ chọn cho mình như vậy thôi. Và ở đây là mình để là 42cm nè. Ở đây là cho 60cm. Rồi, mình đọc vào Enter. Đó, nó là lớp cho mình sẵn rồi nè. Bạn muốn di chuyển như thế nào cũng được tùy. Rồi, mình di chuyển đó, xong. Đó là đúng tỷ lệ rồi ha. Xong các bạn kéo lại giống như bữa hồi nãy mình chỉ. Đó, các bạn mở giống như hồi nãy luôn.
mở khóa 4 ra. Rồi các bạn đi đây đi, quay lại đây. Mình ôm ở đây nè. Cái này có tỷ lệ nha mọi người. Đây, các bạn nhìn nè. Ở đây là mình bự lên cho bạn xem. Đó, 21cm này thấy chưa? Đó, mình giữ tab 3 này mình kéo nè. Ở đây là bao nhiêu cm đây? Đây, 29x30. Rồi, các bạn copy qua đây, các bạn bỏ lên. Làm như y hồi nãy cho mình nha. Cái này mình chỉ rồi mình không có nói lại. Rồi, nó 21cm. Đó. Đó, mọi người thấy không? Đúng y tỷ lệ luôn. Là cái này là từ đây, thước ngang này. Từ 0 tới 28 đây thôi. 28, 29 vừa đủ luôn. Cái này các bạn dụ như đúng tỷ lệ hơn nữa thì đây 21 của các bạn, đây là 28. Đúng y tỷ lệ của mình ở trên cái hình này mình đo luôn đó, 21 30cm rồi, người đó nó hiện, mọi người thấy không? 21 và 30cm đó, mình kéo đúng tỷ lệ nó hiện ở góc bên trái mình thấy đó, 21 và 30cm nó hiện số luôn cho mọi người luôn, thấy không? Đó. Vì yeah, chính xác những tỷ lệ luôn. Đó, như vậy các bạn cô đó thôi. Các bạn in ra mỗi cái một cắt ra mình rồi là đúng tỷ lệ là trên lưng của mình luôn. Ví dụ cái lưng người ta thì ở đây là cho 60 đi, 45. Mình ví dụ nha. Ví dụ này là cắt này đi. Làm lại. Cái lưng người ta là cho là tới đây tới 45 lận. Còn đây cho 45cm. Con này là 45cm. Con này là cho cô nó bị gì đó. Mình sẽ làm lại từ đầu nha. Chắc cái này. Cái này là tỷ lệ đúng rồi, tỷ lệ tương thích luôn, tỷ lệ đúng tỷ lệ luôn. Bây giờ mình cho là 45 nè, con này mình cho là 65cm. Đó. Rồi 65, 45. Rồi mình rớt lại. Không, tỷ lệ là 45 và đây là 65. Rồi sau đó mình cũng thả cái đó xuống. Rồi các bạn bấm mình yêu. Đây là mình chỉ hết cho mọi người luôn á. Mọi người cách mà thiết kế hình tay các bạn cũng vậy. Tay các bạn chỉ bằng đo như vậy thôi, các bạn kéo thôi, quá dễ đúng không? Chỉ lưng cái gì tay quá dễ rồi. Rồi các bạn nhìn kỹ nha. Rồi mình đớp sẵn rồi nha, bắt đầu mình kéo đi hồi nãy luôn. Các bạn nhìn nè, ở đây là tỷ số là 22 mấy đó, và 32 x 33. Ok, 45 thì mình đồng dán ra. Nhớ giữ xiết là 10. 45 thì đây là 22.5 rồi. Mọi người đây đấy, hiện nay đang có 20. Các bạn nhớ tới 22.5. Đó. Ok, đó. Đây là tỷ lệ 22.5 này. Đó, đúng cái, đúng như cái hình mà người khác. Cái hình mà cái lưng của ta là 45.65 mà nó sẽ dư ra như vậy. Các bạn in hai lần cho mình. Cái này có khoảng trống, ví dụ hình này hình xong rồi có khoảng trống thì các bạn giờ lên. Đó, các bạn giờ lên xíu như này đó. Rồi in thôi. Còn ví dụ như cái hình ở trên đây là có hình luôn đi nha. Thì mình in đây trước, in đây nhiều, in rồi xong rồi kéo đầu. In xong rồi bắt đầu di chuyển lên, in trên đây, dưới đây. Đó, mình in hai tấm. Nó khó xíu là mình phải in lâu. Tại vì cái lưng người ta bự quá. Còn ví dụ như là cái lưng mà đúng như tỷ lệ vàng luôn là 40, 42, 60 thì đúng như khổ 22 luôn, quá đẹp rồi. Thì mình in y như nãy mình chỉ rồi, quá dễ rồi. Đó là cơ bản nhất cho các bạn ha. Còn các bạn nào nói là cái tay á, dù như hình này sắp vuông tay, cái nó bắp tay nó bự quá, bắp tay nó bự ở trên đây và tỷ lệ ở dưới đây là bao nhiêu thì mình đo, mình đo y vậy luôn. Ví dụ như mình đo là trên đây là cái tay của mình chồng ở trên đây là 30 đi, ở dưới là cho 25 thì mình đo tỷ lệ 30-25 rồi bắt đầu mình
mình rớt cái hình nó lại. Mình chia ra mình rớt cái hình lại là xong rồi. Đó, cơ bản cho các bạn là vậy. Và hướng dẫn cho các bạn cách đo hình luôn rồi đó. Các bạn có thể không hiểu cái nào thì hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Còn các bạn nào mà nhắn tin Facebook của mình á, thì các bạn nhớ là các bạn nói tất cả những cái gì mà các bạn muốn hỏi mình vào luôn. Các bạn không cần phải chào anh hoặc hello anh gì hết. Tại vì rất là nhiều người nhắn tin cho mình thì mình không trả lời kịp á. Các bạn cứ trả lời như vậy thì mình cứ chào em rồi mình nhắn lại thì nó hơi lâu. Ok, đó là những chia sẻ của mình về vấn đề này. Và các bạn nếu mà các bạn cảm thấy hay có thể like, share, subscribe để ủng hộ kênh của mình, để mình có tinh thần làm tiếp theo nha. Xin chào các bạn, mình là Shin đến từ Shin Tattoo.